mã bấm móng tay w 001 được sản xuất tại Việt Nam. Đây nha các bác nhá. Nó giá bán lẻ là 99.000 một cái. 99.000 một cái. Ba màu trắng, cam và xanh là cây. Ok, vậy thì nó sẽ khác biệt như thế nào so với các các loại bấm móng tay bình thường chúng ta thấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem uh, chi tiết một chút nhá. Đây. Ok này chỗ này là mình thấy um, các bạn thấy uh, hình thù cái này ok zoom lại gần thêm một chút nhé uh, zoom lại gần thêm một chút đây đây là cái bấm móng tay nhé. thường cái bấm móng tay uh, kiểu của nhật đó cái này là sẽ hàng sẽ là sản xuất tại Việt Nam nhưng xuất đi sang Nhật các bạn nhé ở Việt Nam thì không có nhà máy của Cai nhưng mà nhà máy này là nhà máy chế xuất có nghĩa rằng là 100% sản phẩm là sẽ được xuất khẩu sang Nhật và đi trên 60 quốc gia nữa. Kai thì bán trên 60 quốc gia mà các bạn. Đó. Và bấm móng tay của Nhật thì nó sẽ đặc trưng là nó hay có thêm một cái vỏ. Đấy, cái vỏ nhựa này này. Để làm gì các bạn biết không? Để khi mà chúng ta cắt ấy, thì là tất cả những bấm những cái uh, vụ móng tay nó sẽ chui hết vào trong cái trong cái vỏ này này và sau đó chúng ta chỉ việc đổ ra thôi. Rất là sạch sẽ đúng không rất là sạch sẽ rất là gọn gàng luôn và ngoài ra đối với cái bộ bóng tay này thì hãng cai nó nổi tiếng vì bộ bóng tay các bạn biết tại sao bởi vì cái chất thép này, này cái thép này thì là sau khi mà họ dập ra như này xong nhé, thì họ sẽ tôi cái đầu này này tôi qua một cái lò nhiệt tự động gọi là giam nhiệt đấy, hoặc là tôi đấy ở việt nam mình gọi là tôi nhiệt đấy. rất là cứng luôn nó trở nên thép rất là cứng luôn và ngoài ra cái dòng W001 này, này nó sẽ có thêm một cái đặc thù nữa là các bạn nhìn thấy cái đầu này không? đó cái đầu này là đầu phẳng nhé bình thường là các bạn sẽ thấy nó sẽ cong xuống như này đúng không cong xuống đó thế nhưng mà riêng cái đầu này là đầu phẳng đó đầu phẳng như này thì khi mà chúng ta cắt nhé khi mà chúng ta cắt những cái móng tay này này đó này thì nó chúng ta sẽ cắt từng chút từng chút một như này nhé nó đi rất là mượt luôn rất là mượt luôn nhé cắt xong các bạn không cần phải rửa ông tay luôn mà mặc dù ở đây là hãng có, có trang bị thêm một cái rũa nữa cái rũa dính ở trên cái phần thân cái phần nắp này này đúng không thế nhưng mà thật sự luôn là các bạn không cần rửa bóng tay rất là mượt rất là thích luôn Đó đây rất là gọn nó chỉ tương đương với cả một cái ngón tay của chúng ta này đúng không đúng tương đương một ngón tay luôn rất là xinh các bác có thể gọi là để vào trong cặp này, để vào trong uh, uh, ngăn kéo bàn, dùng rất là bền luôn. Thường ấy chúng ta sẽ làm mất cái này trước khi chúng ta <laughs> là làm hỏng nó hoặc là nó cùn. Các bạn có nhận không? Các bác có nhận không? Cho nên là dùng thì giữ gìn các bác nhỉ. Nếu như các bác nào mà mua dùng thì giữ gìn và các bạn nhớ nhá, cái này là 99 mươi chín nghìn nhá, chín mươi chín nghìn một cái. Cái này mình lấy trực tiếp từ nhà máy cho nên là giá nó sẽ được khá là hời. Và ngoài ra thì uh, À, gọi là gì nhỉ? Ừ, ở Nhật các bạn có thể search cái này Ở Nhật thì là nó, họ đang bán ở ngoài siêu thị là 7 đô 7 đô một cái nhưng mà mình lấy trực tiếp từ nhà máy lại Còn cái này được sản xuất ở Việt Nam nữa Đó cho nên là lấy trực tiếp từ nhà máy Việt Nam ra Và giá của nó là 99 nghìn nha Bạn nào mà có nhu cầu thì có thể gọi là comment xuống cái phần comment nhá à, Mình sẽ gửi cho các bạn theo yêu cầu của các bạn Hoặc là các bạn có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại hotline Là 083-777-8386 hoặc mua trên các nền tảng thương mại điện tử các bạn nhá ok xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau